Đến giữa trưa hôm nay ngày 28 tháng 12, giá vàng SCG đã được đẩy lên 79,5 triệu đồng mỗi lượng. Mặc dù mức giá này sau mức đỉnh lịch sử được lập vào ngày 26 tháng 12 là 80,3 triệu đồng, nhưng tính rủi ro cho người mua vàng đã bắt đầu tăng lên. Dấu hiệu đầu tiên dễ nhận biết, khoảng cách mua và bán đang có độ chênh rất lớn. Cụ thể, giá mua vào của vàng SCG là 77,7 triệu đồng. Hiện độ chênh lệch đã lên tới 1,8 triệu đồng mỗi lượng. Các chuyên gia cho rằng, thông thường khoảng chênh lệch mua và bán từ 300.000 đồng tới 400.000 đồng mỗi lượng là bình thường, nhưng khi tăng lên gần 2 triệu đồng báo hiệu cho thấy giới kinh doanh vàng đang đẩy rủi cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng mua giá đắt nhưng khi bán sẽ lỗ ngay hàng triệu đồng. Do đó, các chuyên gia cho rằng đầu tư vàng lúc này cần phải có sự cân nhắc rủi ro trước khi có quyết định. Đó là chưa kể chênh lệch giữa giá trong nước với thế giới hiện quá cao và bất thường, lên tới gần 20 triệu đồng mỗi lượng.